Ngoài những sản phẩm gốm truyền thống như lưu, chậu, lò, nồi, niêu có giá từ 30 đến 70 ngàn đồng một cái. Giờ đây, theo nhu cầu của thị trường, các cơ sở sản xuất trong làng đã đầu tư sản xuất gốm mỹ nghệ với những sản phẩm như bình hoa, phù điêu, tháp châm, vũ nữ Apsara, tượng thần Shiva, có giá từ 30 đến 300 ngàn đồng một cái, tùy theo kích cỡ. Đặc biệt, với sản phẩm gốm mỹ nghệ chậu phong thủy có giá 1,2 đến 1,5 triệu đồng một chậu. Đến với làng nghề Bầu Trúc thì với cái sản phẩm ở đây mình thấy cái nét đặc trưng của nó là mang cái tính chất, nó mang một cái văn hóa của người Chăm. Và cái sản phẩm ở đây nó độc đáo là cái gạch khi mà người ta nung xong, cái sản phẩm gốm khi nung xong nó cái màu đỏ đỏ. Nó vừa hơi cổ mà nó vừa có nét gì rất là Chăm. Đến đây thì cái người Chăm ở đây người ta rất là nhiệt tình đón khách. Và người ta cũng dạy cho mình cái cách làm đồ gốm và cũng cho mình thực tập. Nói chung là ở đây nó mang một cái nét mà người Chăm tạo nên một cái văn hóa cho cái Phan Rang này và sẽ phát triển cho cái ngành du lịch của Phan Rang. Với sự đầu tư của tỉnh, làng gốm Bảo Trúc đang ngày một phát triển và khẳng định nét độc đáo qua những sản phẩm. Nghề làm gốm không chỉ góp phần tăng thu nhập cho bà con người Chăm Bảo Trúc trong lúc nông nhàn, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm Ninh Thuận.